Thằng nào giống nhau à? Tao đưa coi coi. Rồi ok. Anh em mình hả? Rồi thì hôm nay mình nói chuyện về chút xíu về tình hình nước Mỹ rồi lan man liên miên, thì mạnh nào muốn nói gì thì nói, ok. Ok. Vì là sẵn nghe nói hôm nay là ngày sinh nhật của Bác Hồ cho nên Đúng rồi anh. đúng rồi, cho nên vì đó thôi mình cũng happy birthday của À, Bác đúng Hồ. rồi Bác Hồ, thế thôi rồi ok, vậy thôi đơn giản vậy thôi, không có gì Vậy cả. thôi, mình Rồi rồi bây giờ Phượng nói trước đi, sao? Phượng nói trước đi. Ok. À, đầu tiên là thế này, mình à, anh nói chuyện Bác Hồ đó thì bây giờ mình nói thêm cái. Anh biết không, cơ hội đó mình có mua được. Mình phải khoe, cái dạo này mình như người lớn, mình hơi chút mình khoe. Cái hồi mà năm bây giờ mình nhân 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 dịp nhân nhân dịp câu chuyện Happy Birthday Bác Hồ này thì năm năm 2001 mình có mua một cuốn sách này, mấy cuốn sách dày khổng lồ, cuốn sách của cái ông mà ông giáo sư của ông cha Mỹ cha William Ducker viết năm hai viết đó thì viết về cuộc đời Bác Hồ, cha viết bao nhiêu dày bao nhiêu đấy chữ này, viết mà không có chuyện gì hết, chuyện cuộc đời Bác Hồ thôi từ hồi nhỏ Cũng đến đó, khi cũng đó mua đâu lâu rồi mua Mỹ mà sách Mỹ à, sách Mỹ à, mua Amazon mà được không? dư sức Amazon bây giờ phải còn chứ. À, anh mình có để trên cái page của mình đấy, Hồ Chí Minh Rồi à, của ông William Ducker thì cứ làm như là nó rồi nó thành cái thói quen đấy, nó cứ từ cái chừng giờ này đó mình coi trên mạng xã hội mình thấy gì các bạn gì dở ra đọc một khúc chú cha mà cái thật á, để mình nói anh nghe nè, mình càng đọc về 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 bác á, mình càng tìm hiểu về mà về 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 những người khác họ nói về bác, những người Mỹ này, những người người Pháp này, đặc biệt là mấy ông Tây, Tây thì biết về bác rất nhiều, rồi người Mỹ, mà đặc biệt là những người Việt Nam, những người Việt Nam ở Việt Nam mình, mà những người mà họ đi làm việc với bác từ hồi nào đến giờ thì thật ra công nhận lắm, bác tội nghiệp, bác rất là dễ thương, bác giản dị đúng không, bác không có hoang phí. Một câu chuyện mà tôi đọc lại cái tôi mới kể lại, người ta mới nói lại mà cái chuyện đó là thật đó, là ít có ai nghĩ, mình thấy đọc mình đọc nó mình mới thấy thương. Cái cơ hội đó năm 1945 đây, hồi đó là mình bị nạn đói người Bắc mà. Tôi nghe ông cụ và cụ cho nói mà. Thế thì lúc đó là bác đại khái là đấy năm 45 thì mình về mình lập cách mạng mùa thu đó anh. Đấy thì mùa cách mạng tháng 8 á, đại khái vậy đó thì người ta mình phải cứu đói. Thế thì lúc đó là bác đã lãnh đạo quốc ăn cơm chung rồi thì bác bảo là bác ra cái yêu cầu là cứ một tuần đó thì một tất cả mọi người ngày chọn một ngày hôm đó ăn một bữa thôi, tức là chẳng hạn như ăn bữa trưa hay bữa tối thôi, còn để dành một bữa góp vô cái hũ gạo, đại khái vậy cứu đói. Anh thì hay quá, còn tôi thì cái với anh đối về Bác Hồ thì tôi rất là mù mờ, bởi vì tôi không có đi sâu, bởi tôi không có biết gì hết Đúng anh ơi, khổ vậy. Tôi biết tên thôi chứ thực chất là cái tiểu sử rồi đường đi làm việc tôi rất ư là dở, là bởi vì tôi không có theo dõi. Thì qua bên đây á, thì bắt đầu mình mới ngồi Đúng. Đúng. mình trêu tập lên những cái Google rồi những cái Đúng. mà nó chỉ có chút thôi, nó không có Đúng, kết đúng, nối đúng. thành Đúng, cái mình đúng. chỉ hiểu thôi chứ mình không thể nào mình biết được cái gì cả, Anh bởi vì nói rất đúng rồi. mình không phải là người bên phía bên cộng người bên cộng sản, thật ra mình Đúng không biết rồi. cái gì hết á, nó thẳng là Đúng, vậy. đúng. Thì Mình nghe qua vậy, đây vậy. nghe rồi mình nghe đây kiên Ừ, trúc rồi tôi mới đúng, góp nhặt lại thôi, chứ thực chất tôi đúng. hoàn toàn tôi không biết gì cả. Anh Đúng. giỏi hơn tôi, anh được cuốn sách, anh ngồi anh Dạ. tư liệu, tôi về sau này tôi về tôi mới thấy thực chất á, Dạ. tôi là dốt đặt cái vấn đề đó. Cái điều quan trọng mà mình lên tiếng nói đây là mình Dạ. tôi đó là một người lính Dạ. lính lính Dạ. trận, Dạ. mình với mong muốn cái điều quan trọng nhất của cuộc đời của tôi nghĩa là chấm dứt chiến tranh, chấm dứt súng đạn, ngoài ra tôi không cần biết gì hết, anh hiểu tôi nói không? Đó Yes. tôi không cần biết ông kia, bởi vì sau này mà giải phóng xong rồi nghe, tôi không biết À. ông Bác Hồ là ai, Anh mẹ ơi. không biết gì hết, rõ ràng. Để anh nói nghe nè.
anh ở trong Nam, tôi ở trong Nam, anh không biết cái gì thì tôi cũng như vậy thôi chứ đâu có đồng ý đâu. Tại vì xã hội nó đưa cho mình nó chỉ có bao nhiêu đó thôi mà. Đúng rồi, mới vậy thôi. Cho nên vì đó ra sau này, ngay bây giờ đây nè, tôi chỉ mới biết chút chút thôi. Chút chút thôi. Chút chút thôi chứ tôi không có biết cái gì hết trơn. Tôi hẳn vậy đó. Còn không đúng dụng rồi. Bài cái chủ nghĩa giờ không chồng chẳng lại càng không biết hơn nữa. Chị có thấy là đất nước mình tự nhiên ấm no hạnh phúc mà người mọi người dân đều sung túc tự nhiên mình mừng thôi. Đó không là đó thì không ngoài ra tôi đâu có biết con mẹ gì. Đúng rồi. Đừng bao giờ hỏi tao về cộng sản cái gì tao không biết gì hết. Tao chỉ biết là ở Việt Nam tao bây giờ là đủ quá là số 1 thế thôi. Đó. Không những gì vậy. Đó, bởi rồi tao mới nói chuyện tao đi tao không biết gì hết. Đó. Đã nói nghe là thì anh không biết sao mình cũng không biết y chang anh đâu khác gì đâu đúng rồi gì đâu chỉ có qua bên này á mình chỉ mình tất cả những điều mình biết về Việt Nam về chiến tranh Việt Nam hay là về Bắc đại khái chẳng hạn như ngày hôm nay ngày Bắc Hồ thì là mình biết từ đây là đúng từ Mỹ ra là ở trong trường của Mỹ mình ra mình ông em thì đó mình nói là những cái câu chuyện này nghe nó cũng khúc một đoạn này đúng rồi thì nó mình cũng nhìn thấy mình hiểu vậy nhưng mà vậy mình thôi không hiểu là sao không, mình không mình cái là mình không không hiểu chuyện cái chi tiết phải không yeah. Chỉ cái chút này cái chút kia yeah. Chút đầu chút giữa chút đuôi nè yeah. Vậy mình nói chung lúng tung bén đúng rồi thành ra mình có chuyện mình có cái khái niệm Bác Hồ yeah. Rồi tôi là con người hay thắc mắc bởi vì tôi nói cái vụ đó tụi nó mới hay chính tụi nó mới làm cho tôi tìm hiểu nó yeah. Chữ hoài rồi ra mình mới nói là I mình mới đi tôi mới sưu tra trên Google tôi mới nói yeah. Những cái tên đường nào mà có tên của bác vào đó thì nó đưa ra 20 nước đúng cha, rồi ui cha nó chết mẹ rồi đúng rồi vậy đúng rồi hả rồi là Angola nào Pháp yeah. Nào đúng rồi đó ràng rồi yeah. 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 Thì vì đó mình nói ủa nếu như vậy thì ông này rõ ràng là một người vĩ nhân là bởi thường thường ở những ở bên châu Âu hoặc là châu Mỹ yeah. Những cái người nào mà được vĩ nhân thì mới lên đại lộ hoặc là đúng rồi để... thế thôi thì đúng bác Hồ là một người mà thấy là rất ư là vĩ đại nhưng mà nói vậy thôi chứ tôi chưa hề tiểu sử tôi chưa biết mẹ gì bởi tôi đã nói rồi mà cứ lượm lặng chút đúng nghe em thấy nói mình không có là đại khái tại vì mình nghe như vậy đó thành chữ đó mình không có hiểu là con đại khái con người cũng làm sao không hiểu là cái tầm nhìn của ông làm sao không biết thành chữ tôi may là bởi tôi nghe anh là tại vì cuốn sách này đó cuốn sách của ông William Ducker đây à. Ông viết là bao nhiêu đây 678 trang trang không biết gì hết chỉ cuộc đời của Bác Hồ với Việt Nam dính líu Việt Nam rồi that's it no more no less không gì hết rất okay. Là kỹ chả người Mỹ okay. Rất là kỹ thì mình khoe với anh vậy thì thử đó mình có một cái mình có một cái nhìn nó mình hiểu thêm đúng rồi mình hiểu thêm là thiệt anh có chứ. Anh có tư liệu anh còn hiểu thêm tôi chưa có tôi yeah. Phải đi tôi phải đi mua cuốn đó mới được. À ok anh, ok mình vậy là ok hôm nay mình khoe anh gì mà rồi, anh, okay. Rồi. Ok chuyện nói chuyện mình rồi, ok mình đây rồi xong rồi.